Khu vực kinh tế tư nhân thời gian qua đã tạo ra khoảng 40% GDP, 30% ngân sách nhà nước, thu hút khoảng 85% lực lượng lao động cả nước. Khu vực này chính là mảnh đất tạo nên những tỷ phú đô la Mỹ của Việt Nam. Nếu như năm 2013 Việt Nam mới chỉ có duy nhất tỷ phú Phạm Nhật Vượng lọt vào danh sách bình chọn của tạp chí Forbes thì đến năm 2021, con số này đã lên tới 6. Ngoài những tỷ phú quân mặt, thị trường chứng khoán Việt Nam cũng dần lộ diện thêm những tỷ phú đô la Mỹ tương lai khi khối tài sản đã tiệm cận tỷ đô la Mỹ quay lại thời điểm năm 2013 khi lần đầu được tạp chí Forbes nêu tên trong danh sách tỷ phú thế giới, chủ tịch VinGroup Phạm Nhật Vượng ở vị trí 974 với tài sản 1,5 tỷ đô la Mỹ. Đến năm 2021 theo số liệu của Forbes, ông Vượng đã vươn lên vị trí 344 với 7,3 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên con số cập nhật đến thực tế tại thời điểm ngày 15 tháng 11/2021, giá trị vốn hóa tài sản trên sàn chứng khoán của vị tỷ phú này đã là 9,04 tỷ đô la Mỹ. Tập đoàn Vingroup được ông Vượng xây dựng từ ngành bất động sản và hiện đang đặt cược lớn vào ngành sản xuất ô tô. Người thứ hai được vào danh sách tỷ phú của Forbes là tổng giám đốc Vietjet Air Nguyễn Thị Phương Thảo với 2,8 tỷ đô la Mỹ. Bà Thảo là nhà sáng lập hãng hàng không Vietjet Air cũng như tập đoàn Sovico. Tuy nhiên, thực tế do những biến động giá cổ phiếu Vietjet trong năm 2021, tài sản của nữ tỷ phú này tại ngày 15 tháng 11 tương đương là 1,47 tỷ đô la Mỹ. Nhiều vị tỷ phú khác đang vượt bà chủ Vietjet Air về giá trị tài sản. Forbes xếp tỷ phú Trần Đình Long vị trí thứ ba với 2,2 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, với sự bùng nổ của cổ phiếu Hòa Phát trong thời gian vừa qua, ông Long hiện sở hữu khối tài sản là 63.685 tỷ đồng, tương đương 2,82 tỷ đô la Mỹ. Tập đoàn thép Hòa Phát hiện đã vươn đến tầm khu vực ASEAN và đặt mục tiêu lọt top của những doanh nghiệp thép lớn nhất tại châu Á tỷ phú Hồ Hùng Anh được xếp hạng sau tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo theo Forbes với 1,6 tỷ đô la Mỹ. Thực tế tính đến ngày 15 tháng 11, khối tài sản của chủ tịch Techcombank là 39.577 tỷ đồng, tương đương 1,76 tỷ đô la Mỹ. Mặc dù bối cảnh dịch bệnh kéo dài đem lại rủi ro nợ xấu khi hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp phải ngừng trệ, nhưng nhóm ngành ngân hàng vẫn được giới phân tích đánh giá tích cực với triển vọng tăng trưởng lợi nhuận cao. Bên cạnh cổ phiếu ngành thép, cổ phiếu ngành ngân hàng cũng liên tục dậy sóng trong thời gian gần đây có khối tài sản gần bằng chủ tịch Techcombank, tỷ phú tập đoàn tiêu dùng Masan Nguyễn Đăng Quang được Forbes ghi nhận là vị tỷ phú thứ 6 trong danh sách với 1,2 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, thực tế tại thời điểm ngày 15 tháng 11, khối giá trị vốn hóa tài sản của ông Quang đã đạt mức 1,72 tỷ đô la Mỹ, vượt lên cả nữ tỷ phú duy nhất trong danh sách. Người thứ năm trong danh sách của Forbes là tỷ phú Trần Bá Dương với 1,6 tỷ đô la Mỹ. Nhưng thực tế, từ ngày 1 tháng 1, 2021, công ty cổ phần ô tô Trường Hải đã hủy đăng ký niêm yết. Do vậy, không có thể nói chính xác vì tỷ phú này sở hữu giá trị tài sản có vốn hóa bao nhiêu. Thực tế, trên sàn chứng khoán Việt Nam, xét theo giá trị cổ phiếu nắm giữ, nhiều cá nhân có thể được xếp vào danh sách tỷ phú đô la dù chưa được pháp đưa vào danh sách. Đầu tiên là ông Bùi Thành Nhân, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Đầu tư Địa ốc Novaland. Theo thống kê, ông Nhân đang sở hữu hơn 317,3 triệu cổ phiếu Novaland, giá trị vốn hóa của lượng cổ phiếu này tại ngày 15 tháng 11, ông nhân sở hữu có tài sản trị giá hơn 32.900 tỷ đồng, tương đương 1,49 tỷ đô la Mỹ. Một nhân vật mới nổi lên gần đây là ông Đỗ Anh Tuấn, phó tổng giám đốc Kiên Long Bank và đồng thời là chủ tịch tại nhiều công ty. Tại ngày 15 tháng 11, tổng giá trị vốn hóa của tất cả các cổ phiếu mà ông Tuấn nắm giữ lên đến 31.304 tỷ đồng, tương đương 1,39 tỷ đô la Mỹ. Sự dậy sóng của nhóm cổ phiếu bất động sản, trong đó có cổ phiếu PDA của tập đoàn Phát Đạt, cũng giúp ông Nguyễn Văn Đạt nắm giữ tài sản quy mô tỷ đô. Tính đến ngày 15 tháng 11, với việc sở hữu gần 298 triệu cổ phiếu PDA, vị doanh nhân này đã sở hữu khối tài sản lên tới 27.209 tỷ đồng, tương đương 1,21 tỷ đô la Mỹ. Ngoài những tỷ phú trên, thị trường chứng khoán Việt Nam cũng dần lộ diện những tỷ phú đô la Mỹ tương lai khi khối tài sản đã tiệm cận tỷ đô. Đầu tiên có thể kể đến ông Nguyễn Đức Thụy Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Liên Việt Bốt Banh, ông được mọi người gọi với biệt danh là Bầu Thụy, là cổ đông sáng lập của công ty cổ phần Thái Hậu Đinh. Do quy định của pháp luật, ông Thụy đã rời khỏi vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị Thái Hậu Đinh vào cuối tháng 2, 2020 và trở thành Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Liên Việt Bốt Banh từ tháng 5, 2021. Tới ngày 15 tháng 11, tổng giá trị tài sản của doanh nhân này trên sàn chứng khoán đã đạt mức 20.930 tỷ đồng, khoảng 0,93 tỷ đô la Mỹ. Sau bầu thụy, bà Vũ Thị Hiền, vợ của ông Trần Đình Long, là ứng cử viên sáng giá cho vị trí nữ tỷ phú đô la thứ hai của Việt Nam. Bà Hiền hiện đang sở hữu khối tài sản tính bằng cổ phiếu Hòa Phát tại ngày 15 tháng 11 là 17.916 tỷ đồng, tương đương 0,79 đô la Mỹ. Nếu lịch sử bùng nổ giá cổ phiếu Hòa Phát lặp lại trong thời gian tới, khả năng bà Hiền trở thành tỷ phú đô la Mỹ tiếp theo là rất lớn.